Cơ sở lát rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhận. Hôm nay là ngày 29 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2019. Đấy. Hôm nay em cần nói lộn sang ngày 29 tháng 2 thì chắc lại mà ấy quá nhỉ các bác nhỉ. Cơ sở chúng em cập nhật về những cái mặt hàng lan rừng để có mặt tại cơ sở chúng em để chia sẻ cho tất cả các bạn đây. Thì em cũng giới thiệu luôn cho các bạn và báo giá chi tiết từng loại cho các bạn luôn trong ngày hôm nay. Và trước khi báo giá thì em xin giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó bây giờ. Và số điện thoại để liên hệ trực tiếp mua hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có cho các bạn luôn. Hôm nay chúng em có gồm có long tu thân xanh hoa tím này, kim điệp xuân và có ý thảo ba màu, có đùi gà tròn, có hoàng phi hạc, có hoàng thảo vôi, có hoàng thảo ý ngọc, có cái long tu xuân nữa này. Long tu xuân đang bây giờ tất cả các loại lan ở cơ sở chúng em đây đều loại nào đều đang có nụ hết nha các bạn. Có sơn thủy tiên và có giáng hương tam bảo sắc và có kiều hồng và điện biên đông, thêm lan hạc vĩ nữa. Đấy, tất cả đều là hàng rừng nha các bạn nhé. Đấy, ở đây em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn là cái long tu thân xanh hoa tím này. Long tu thân xanh hoa tím này là thì có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Loại này thì nó đều là cây vừa vừa thôi chứ không được hàng đẹp nhé các bạn nhé. Đó, thân to thân nhỏ lẫn lộn nhau. Tình trạng cây thì bây giờ đang lên nụ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đang nụ rất là nhiều. Đó. Có những thân là nó vẫn còn chưa ra nụ cơ các bạn ạ. Đấy, nên là nó mới bắt đầu đi vào mùa nụ. Mà dân khai thác ở vùng này thì được cái dòng này thực sự là nó rất ít có quả các bạn ạ. Ở cái vùng này lại được rất là nhiều quả luôn này. Đấy, như các bạn thấy đấy. Ở trong đống này có rất là nhiều quả ở khu rừng này. Ở những khu khác thì nó rất ít khi có quả. Còn cái này đây là kim điệp xuân nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân thì bây giờ cũng đang nụ rất là nhiều luôn. Đó. Những cái thân già này nó vẫn ra nụ này. Thân tơ nụ nhé các bạn nhé. Đấy. Kim điệp xuân có giá là 150.000 một cân thôi các bạn ạ. Bây giờ cũng đang mùa nụ rất là nhiều luôn đây. Thân tơ này, nụ này. Dòng này thì thân già thân tơ nó ra nụ ra hoa 2-3 mùa liền nhá các bạn nhé. Tức là hai thân già nó vẫn ra hoa trong vòng đến tận 3 năm nó mới hết hoa nhé các bạn nhé. Còn đây là cái ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu bây giờ đang nụ rất nhiều luôn. Nụ chi chít trắng toát này. Để việc giữ gìn được những cái nụ này về đến cơ sở chúng em là thực sự là cũng rất khó khăn luôn. Tại vì những cái nụ này nó rất mỏng manh, nó rất là dễ gãy các bạn ạ. Đó. Ý thảo ba màu có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Em có chừng khoảng 2kg này. Đấy. Phần này em có chừng khoảng 2kg này. 200.000 một cân ạ. Còn ở đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì về được ít thôi. Nên là em chia luôn ra thành những cái phần này như này đây các bạn ạ. Đấy. Đây mỗi phần này là 100.000 nữa này. Đấy. Phần này 100.000 này. Đấy, em tạo gọi đây là phần số 1 này, 100.000 đây. Gồm có 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề đây. Đấy. Đấy. Bây giờ cây đang nụ rất là nhiều này. Đấy. Cây chỗ nụ này. Cái dề này dề con nhất là không có nụ đây. Đây là phần số 1 nhé các bạn nhé. Dề này thì bây giờ đang nứt nụ nhé các bạn nhé. Đấy, như dề này thì vẫn còn đang nứt nụ thôi nhé. Đấy, nụ còn rất ngắn. Còn đây là một dề ngắn nhất này, cũng đang nụ này.
Còn đây phần số 2 đây. Thì đấy, như cây này chưa ra nụ đây. Đấy, phần số 2 đây. Đây, nụ đây. 2 khóm này, 3 khóm này. Đó. 4 khóm này. Đấy. Thân này ra nụ khá dài này. Đấy, dòng đùi gà này thì nó ra cũng ra hoa, là mỗi thân nó ra hoa 2 3 năm nó mới hết hoa cơ. Đó. Còn đây em có một dề này. Cái này là một phần liền dề luôn này. Đấy, một dề này em bán với giá là 300.000 nhé các bạn nhé. 300.000 dề này, rất là nhiều nụ luôn. Thân nào gần như là thân nào có nụ này. Một thân này. Có nụ này. Hai thân này. Ba thân này. Bốn thân này. Đấy, năm thân ở dưới đây một thân. Sáu thân này. Bảy thân này. Đấy. Tám thân này. Chín thân này. Mười này. 11 này. 12 này, 13 thân, 14 thân có nụ các bạn ạ. 14 15 thân có nụ. Nhưng dề này. Đó, 300.000 nhá. Còn đây là hoàng phi hạc các bạn ạ. Hoàng phi hạc thì bây giờ đang ra hoa, đang trổ hoa này rồi đây các bạn. Đấy, mặt bông của hoàng phi hạc nó rất đa dạng. Có cái bông thì nó là có bông thì nó có họng tím, có bông thì họng vàng, mà có bông thì nó khá là đa dạng các bạn, nói chung là khá là đa dạng. Có bông thì họng cam nữa cơ. Đấy, hoàng phi hạc có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng hoàng phi hạc là cái dòng lan rất là dễ thuần ở mọi miền, thì miền nào cũng rất là dễ thuần luôn các bạn ạ. Thì cái lan hoàng phi hạc này. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì bây giờ nó đang mùa ra nụ như này đây. Đấy, nụ nó đã tím hồng hồng như vậy ở đây này. Đó. Đang mùa nụ này. Đây là một mặt bông mà đã nở bông đây. Đấy. Các bạn nhìn này. Cánh của nó kẻ hồng đây. Và có cái lưỡi trắng như vôi á các bạn ạ. Đó. Hoàng thảo vôi có giá là 250 một kg nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng ở đây lác đác nụ rất là nhiều. Và lác đác đang được trổ hoa rồi. Đấy, đồng thời là cây đang lên những cái mầm gốc như này đây. Đấy, một khóm rất nhỏ thôi nhưng mà nó đẻ cây con cực kỳ là nhiều. Đó. Hoàng thảo vôi 250 một cân nhá. Còn đây là lan hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ bắt đầu sưng nụ thì các bạn ạ. Đây này. Đấy, bây giờ ý ngọc cũng đang bắt đầu sưng nụ như này đây. Ý ngọc. Đấy. Chúng ta nên mua sớm để tránh nó bị gãy những nụ hoa để chúng ta còn chơi luôn mùa hoa năm nay nhé các bạn nhé. Đây, nụ đang sưng rất là nhiều luôn. Ý ngọc là có giá là 200.000 một cân thôi các bạn ạ. Còn đây là dáng hương tam bảo sắc này. Dáng hương tam bảo sắc thì bây giờ cũng đang ra nụ rất là nhiều các bạn ạ. Đó. Dáng hương tam bảo sắc thì bây giờ đang ra nụ rất nhiều luôn. Dáng hương tam bảo sắc thì em bán giá là 150.000 một cân thôi các bạn ạ. Đó, đang nụ đây. Nụ đang ra rất nhiều luôn. Còn những cái này đang còn ở trong bó này. Tại vì ở trong bó như này cởi ra thì nó sẽ lộn xộn hơn nhiều. Nên là em chưa cởi ra. Trong khi gói lan đi cho các bạn thì chúng em sẽ cởi ra và lọc hàng. Lọc những cái thân gấy ngọn. Và những cây nào nó bị sâu dập nhiều quá thì chúng em sẽ lọc ra. Đấy, đang nụ rất là nhiều luôn này. 150.000 một cân nữa các bạn ạ. Còn đây là long tu xuân đây các bạn. Long tu xuân thì bây giờ cũng đang là mùa hoa, mùa nụ của nó đây. Đấy. Đấy, rất là nhiều nụ luôn này. Đó. Long tu xuân có giá là 250 một cân. 250.000 một cân ạ. Đấy, hàng to nhỏ nó lẫn lộn nhau nhé các bạn nhé. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì bây giờ cũng đang nụ rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đấy, nụ đây. Nụ này. Nụ rất là nhiều luôn các bạn. Đấy, như thân này còn hai nụ luôn này.
biết bên này còn nụ nào nữa không. Hai nụ này, Sơn Thủy Tiên có giá là 200.000 một cân ạ, 200.000 một cân ạ. Đấy, đang nụ rất nhiều. Đấy, cây dài có, cây nhỏ có nhé các bạn nhé. Đấy, đây, đây là những cái cây nhỏ của nó cũng cho nụ bình thường ở đây. Đấy, các bạn đặt hàng thì cứ thích lấy cây nhỏ hay lấy cây dài là cứ dặn bên chúng em đặt hàng là lấy cây nhỏ thì chúng em sẽ gửi cho các bạn là cây nó ngắn. Đấy, còn thích lấy cây dài thì dặn chúng em lấy cây dài, cây nhỏ nó không có nhiều. Còn đây là hạc vĩ đây. Hạc vĩ thì cũng đang mùa hoa mùa nụ, nhưng mà thực sự là những cái nụ này rất là khó giữ nha các bạn nhá. Đấy, đang mùa hoa mùa nụ đây, cũng còn khá là nhiều nụ, nhưng mà thực sự là nụ rất là còn rất ít thôi, tại vì nó rất là dễ rụng. 250.000 một cân nhé các bạn nhé, hạc vĩ ạ. Đấy, bây giờ thì còn thân và lên những cái mầm gốc về chúng ta ghép, là chúng ta nuôi những cái mầm gốc để sắp tới là đầu xuân chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Đó, còn đây là Điện Biên Đông. Điện Biên Đông thân vàng óng đây, cũng đang mùa nụ nhưng mà nụ bây giờ còn đang lác đác rất ít thôi các bạn ạ. Điện Biên Đông thì cho hoa màu vàng rực rất là đẹp luôn. Điện Biên Đông có giá là 180.000 một cân ạ. Đấy, 180.000 một cân thôi, Điện Biên Đông. Còn đây là lan kiều hồng. Lan kiều hồng miền Trung nhé các bạn nhé. Đấy, lá rất là dày. Còn kiều vàng thì lá nó mỏng thôi các bạn nhé. Đấy, để cách chúng ta phân biệt cái kiều hồng và kiều vàng là thân lá nó rất giống nhau thôi, nhưng mà cái kiều hồng kiều tím ấy lúc nào lá nó cũng dày hơn cái lá kiều vàng nhé các bạn nhé. Đấy, kiều hồng này có giá là 250.000 một cân nhé các bạn. Đấy, 250.000 một cân ạ. Đó, đấy, vừa rồi là những cái chi tiết về những cái mặt hàng lan mà hôm nay chúng em có để chia sẻ cho các bạn, thì em đã giới thiệu qua. Và các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984 754 102 nhé. Em cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.